Ăn Vặt TV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ăn Vặt TV sẽ giới thiệu cho các bạn một món nộm đơn giản ngon mát cho cả nhà đậm chất rau củ, đó chính là nộm dưa chuột. Nộm dưa chuột hay còn gọi là nộm dưa leo là lựa chọn tuyệt vời và hiệu quả cho việc giảm cân, đẹp da, giữ dáng nhé các bạn. Thường xuyên ăn những món nộm chay cũng là cách tốt để bạn có thể hạn chế nguy cơ tim mạch. Hãy cùng Ăn Vặt TV thực hành cách nộm dưa chuột ngon mát cho cả nhà các bạn nhé. Dưa chuột ở đây mình đã ngâm trong nước muối và rửa thật sạch rồi các bạn ạ. Khi làm món nộm này thì mình sẽ để nguyên cả vỏ các bạn nhé. Mình sẽ dùng dao cắt đôi quả dưa chuột và bỏ đi phần ruột của quả dưa các bạn nhé. Mình sẽ làm như vậy cho tới khi hết phần nguyên liệu. Sau đó thì mình sẽ thái dưa chuột thành những miếng vừa ăn ạ. Ở đây mình đã chọn những loại dưa chuột non, khi đó thì nó sẽ ít hạt hơn và đặc ruột thì khi mình ăn sẽ ngon và giòn hơn và sẽ ít ra nước các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục thái như vậy cho tới khi hết phần nguyên liệu các bạn nhé. Đây là phần dưa chuột mà mình đã thái xong. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cho vào đây một chút dứa hay là gọi là thơm vào đây thì món nộm của mình cũng sẽ ngon hơn các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang bước trộn gia vị các bạn nhé. Mình cho dưa chuột vào một tô. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây nguyên liệu như là đường, bột canh, ớt. Ở đây thì mình sử dụng bột ớt các bạn nhé.
Mình cho vào đó tỏi băm nhỏ nữa các bạn ạ. Mình sau đó mình trộn với giấm. Chúng ta sẽ trộn đều lên các bạn nhé. Chúng ta nên sử dụng ớt tươi thì màu sắc sẽ đẹp hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cho phần rau thơm như là mùi. Thái nhỏ và thả vào đây ạ. Ở đây mình vắt thêm chanh với nước thì mùi của cái món ăn sẽ thơm hơn rất nhiều các bạn ạ. Các bạn hãy nêm cho vừa khẩu vị của bạn nhé. Chú ý là chúng ta sẽ trộn đều tay và nhẹ nhàng để món nộm dưa chuột của chúng ta sẽ giòn ngon và hấp dẫn mà không bị nát ạ. Chúng ta có thể trang trí vài lát cà rốt cắt hoa hoặc tỉa ớt vào đây là được các bạn nhé. Với cách làm món nộm dưa chuột ngon mát và cực nhanh này, chắc chắn sẽ tiết kiệm thời gian của bạn nữa. Chúc các bạn sẽ thành công với món nộm dưa chuột ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.